Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Hoàng Dung lại giới thiệu những dòng sản phẩm mới về nha anh em nhé. Bởi vì là đợt này xe cũng khan hiếm nên năm ra là mua được rất ít mọi người ạ. Đấy, trước mặt mình là một chiếc ZX anh em ơi, ZX 2005. Nói thật là đây là hiện tại là những cái dòng xe ZX đang là rất là hot trên nhà Hoàng Kiên nhé mọi người nhé. Đấy, em quay cho chị một vòng chiếc ZX trắng đời 2005 nhé mọi người nhé. Chiếc xe này thì là máy đồ đoàn thì là máy thì là zin tuyệt đối, nhưng riêng về bộ nhựa bộ vỏ nhựa này anh em này, vỏ nhựa là anh em thay một chiếc xe khác, đồ nhựa thì là nhựa zin nhưng thay từ một chiếc xe khác mới tinh luôn đấy, mới tinh sang đồ anh em nhé, mới tinh sang cái vỏ nhựa này này, xe nhựa dáng ni lông cả xe, đồ đoàn zin. Em quay chị cái đầu bò này, đầu bò zin nhá anh em nhá, máy thì khủng bố luôn. Đấy, da máy rất là yêu thương này. Một xíu này nó làm bị bẩn xì một tí thôi. Đấy, em quay chị một vòng chiếc ZX. Đó, con này là biển số 29U45343 nha mọi người nhá. Đây em vẫn phải quay cho chị một vòng trong. Rất là ok. Máy cam kết là máy zin nha mọi người nhá. Máy thì là cam kết rồi. Còn nhựa thì là nó thay toàn bộ nhựa mới. Đó, cái này là cũng bị bắn lại rồi nha anh em nhá, bình xăng là cũng bị bắn lại rồi đấy, anh em bắn nó cũng vừa phải đấy. Biển số nó cũng rất là ok. ZX này, chiếc xe này là bên mình hôm vừa rồi cũng có mua một của một anh em. ZX nha anh em, ZX trắng đang hot hit lắm. Quay chị cái mặt em, quay chị cái mặt yêu lắm này, quay chị cái mặt đấy. Một chiếc ZX xe vẫn đang nổ nha anh em nhá. Xe vẫn đang nổ. Đó, anh em nhìn này, tổng thể mới lốp điếc các thứ là mới thay, đồ thì là zin, đồ zin sơ, đồ zin máy zin, bộ nhựa thay toàn bộ nhưng mà thay là thay xịn nha anh em nhé. Ra đi cái loại này anh em nói thật, đi loại này đi phê nhất người rồi. Con này là anh em mua là 28 triệu rồi, tổng cộng 3 triệu nha anh em nhé, 3 triệu với chiếc ZX này. Anh em nào muốn mua và siêu tầm những chiếc ZX ấy, đến book trực tiếp cho bên mình mua những chiếc ZX này. Nói thật là bây giờ thị trường không có xe mới đấy, xe chất lắm anh em ạ, máy gì mà đấy. Ok nhá anh em nhá, mua 28 rồi cũng cộng 3 triệu với chiếc ZX này. Cái này là dành cho anh em dân chơi thôi, dân thích sưu tầm những cái dòng xe ZX đỏ trắng này đấy. Ok, và chiếc tiếp theo là một chiếc Vision đời 2022, chạy có 1.300 cây đây anh em ạ. Đấy, quay chị xin một vòng. Con này biển số 29V35619090. Em cứ quay từ từ thôi, em cứ quay từ từ, quay một vòng cho các bạn nhìn như kiểu mình đang xem xe ấy. Đấy, một chiếc Vision đấy 2022 nhá, chạy 1.300 cây, em quay một vòng lại. Đấy, đây hiện tại anh em củ phanh đỏ nhá, bản sần nhá, bản xanh sần nhá anh em nhá. Đấy, một vòng bản ấy, đời 2022 em nhìn độ mới xuất sắc này. Đấy, độ mới xuất sắc, nó quá xuất sắc luôn đúng không? Biển 29V nhé mọi người nhé. Đây, quay cho chị cái công tơ này, năm sản xuất luôn. Đấy, công tơ 1.300 cây, năm sản xuất 2022. Đó, thực ra những chiếc xe này là dành cho anh em lười đăng ký và ngại đăng ký mà thích những cái màu xe này mà hiện tại hết đã không còn nhé anh em nhé. Đấy, rất là mới luôn, 1.300 cây mà sao mới đúng không anh em? Quá mới. Chiếc xe này bên mình đang bán ra với giá là 44.500.000 nha anh em nhá. Anh em là không dành cho anh em so bì với xe mới, thì thực ra là xe mới bây giờ nó là 46.500.000. Chưa đăng ký con này là 50 mấy triệu, nhưng mà thực ra chạy có 1.300 cây thì dành cho anh em không thích đăng ký xe mới nhá mọi người nhá. Dành cho anh em ta không đỡ được mấy triệu mà anh em. Và 4 triệu biển cộng thuế nữa, đăng ký con này nó rơi vào tầm khoảng 54 triệu đấy, 54 triệu chiếc xe này đấy. Đấy, anh em nào đang mới lại anh em ngoại tỉnh thích xe biển Hà Nội, ta cam kết với anh em những chiếc xe như này không có lỗi nhé mọi người nhá, không có lỗi đâu. 1.300 cây thì cam kết với anh em là không có lỗi. 44.500.000 anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp bên mình nhá. Đây ok, và những chiếc xe mới về, một chiếc xe Lít đời 2010 nhé mọi người nhé. Đấy, Lít 2010 màu đen.
vừa về tại cửa hàng xong mua có 8.500.000 thôi, nhưng cộng 1.5 triệu cho anh em thôi. Đấy, anh em nào chốt xe này mốc trực tiếp ra những chiếc xe này 10 triệu, với giá 10 triệu nó thật là quăng quật thoải mái anh em cho vợ con và các chị gái, các anh chị em đi những cái dòng này đi mua công trường xây dựng đều ok hết, vì là nó là cốp to mà mọi người, cốp to màu đen anh em nhé. Đấy, 2010 lít đấy, 2010 toàn đấy. Máy chất con này biển số 30L66991, mua 8.500.000 rồi anh em, cộng cho mình 1.500.000 nhá, vừa mua xong đấy ạ. Đấy, vừa mua về tại cửa hàng xong anh em về mua xe này, anh em nó dọn trước rồi, anh em chỉ việc về đi thôi, không cần phải dọn gì nữa đâu, cộng 1.500.000 thôi. Đấy, 10 triệu nha anh em nhé. Anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp bên mình. Đây là lại một chiếc xe, một chiếc xe Blade đời 2019 đây. Con này là màu đỏ đen, con này đẹp lắm anh em ạ, vừa mua xong. Toàn ơi, Toàn nhắc cho chị con này ra tí để chị vào vào tí. Em nhắc con này ra, nhắc cho chị con này ra tí. Em kéo sang bên dưới. Ok, thế là được rồi. Đấy, quay chị một vòng chiếc Blade đời 2019 nha mọi người nha. 9.000 cây, 9.000 cây, con này xuất sắc, con này xuất sắc cực kỳ luôn anh em. Form này là form 2019, form nhỏ nhé anh em nhé, form nhỏ 2019 màu đỏ đen. Đấy, con này là biển 29Y355107, nhưng mà form nó là form 2019, form nhỏ. Con này chạy có hơn 9.000 km thôi, chưa đến 1 vạn. Thực ra anh em nhiều khi bảo là tại sao công tơ ở hẳn là chùa Hà quay có những con quay, nhưng những chiếc xe này nói thật với anh em phải nhìn về đồ, về chất. Đây em quay chị gần xem chiếc xe chạy có hơn 9.000 cây nó thế nào anh em. Đấy, em nâng cao lên. Đó, anh em nhìn những chiếc xe hơn 9.000 cây nó xuất sắc không anh em ạ? Những chiếc xe này nói thật với anh em ít lỗi lắm ạ. 9.000 cây con xe này cũng đang giá ni lông cả xe. Con đấy mua 12,5 cộng 2. Đấy anh em nhá, nhìn chiếc xe này này. Hơn 9.000 cây. Thực ra nó rất là mới, để chị lai. Để chị lai. 3V à? Hay là IE cũng để like. Cộng bao nhiêu tiền để like, con này bán bao nhiêu để like luôn. Con này mua 36 triệu nha anh em nhá, cộng triệu cộng 2 triệu rưỡi nha mọi người nhá. 2 triệu được. Đấy. Bất khách 200 chị like bây giờ. Phải dọn nhiều gì? Ừ, thế thôi, không like thì thôi, dọn nhiều không like. 2019 nha anh em nhé, 2019 chạy hơn 9.000 cây, anh em nào mua xe này inbox trực tiếp nhé. 36 triệu, thôi cộng 2 triệu được. Không, thực ra con này không phải dọn dẹp cái gì đâu ấy. 4.200 đó. Mua 12,5 rồi. Thôi cũng được rồi. Ok. Nhá anh em ấy, đấy hiện tại anh em đang chuẩn bị là vào like anh em mua trực tiếp luôn con xe đấy rồi. Đấy ok, con đấy mình chung sẽ không like nữa anh em nhá. Đấy ok nhá anh em nhá, anh em nói chốt xe này đẹp lắm. Em quay lại gần cho chị xem con này mới cực kỳ luôn. 9.000 cây con này rất mới luôn anh em ạ. Mua 36 triệu rồi. Nhá anh em nhá, anh em nào đây thôi cộng dùng cộng 2 triệu. Cộng 2 triệu chiếc Blade 2019 này anh em nhìn là độ xuất sắc. Đẹp lắm, nói thật anh em, con này đẹp kỳ luôn. Chìa khóa này, đôi này. Đấy, cũng cộng 2 triệu nhá mọi người nhá. Thực ra tớ nói thật là anh em là bỏ cả 30 triệu nó cộng 2 triệu cũng phải là dung ăn tất đâu mọi người ạ. Tổng cả cửa hàng, anh em nhà cửa có thứ nữa. Đó, anh em là chốt xe này đi mua trực tiếp nhá. Ok, một chiếc Vision mọi người ơi. Con này Vision 2011, 12 này. 12 à? Ok, Vision 2012 nha anh em nhá. Anh em bán xe này là không bao dọn nha mọi người nhá. Dung mới mua về là Dung không bao dọn đâu. Đấy anh em là hết xăng à? Ôi bọn này hết xăng. Ôi sợ thật đấy. Anh em đây úp. Thực ra anh em cắn cân để cho chị còn nổ lên chị đấy nhá. 2012 anh em ơi, Vision 2012 màu đen. Đấy, hiện tại là sức sát một xíu nha anh em nhá. Anh em nào mua xe này là phải dọn này. Đấy, mua xe này là phải dọn. Đấy, một vòng máy chất nha anh em nhá. Cam kết máy chất, con này về có thể về nhà phải tỉa sơn tay sách này. Tỉa sơn đấy. Vỡ đúng không? Đây con này vỡ một xíu này anh em này. Đây và thay cái Oppo.
con này là bán 14 triệu không bao dọn nha anh em nhé. Bọn gọi con này chắc tầm mất mấy trăm thôi. Anh em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp bên mình nhá. Đang hết mất xăng anh em ạ. Dọn tiền sơn rồi hay bỏ yên 1 triệu. Dọn tay sách này. Tay sách này bỏ yên này. Sơn mà ốp gầm này. Đây cái này chắc là tầm khoảng 1 triệu đấy anh em ạ. Đúng không? Không nhưng mà thôi thì tóm lại là anh em nếu mà bao dọn mình bán 15 triệu bao dọn. Không bao dọn 14 triệu nha anh em nhá. Không bao dọn 14 triệu. Nếu cứ bán không bao dọn đi 14 triệu. Còn dọn bao nhiêu hết, thay đồ hết bao nhiêu thì anh em thêm cho Dung nhá. Vision 2012 mọi người ạ, Vision 2012. Đấy phải sơn su nhá anh em nhá, phải sơn đấy ạ. Em quay gần cho chị, phải sơn nhá mọi người nhá. Phải sơn vào đây này, mà mất một cái ốp sàn này. Bao dọn là 15 triệu. Không bao dọn 14 triệu. Đấy. Làm đẹp lon lành cành đào là 15 triệu. Còn không bao dọn là 14 triệu. Đấy anh em nhé. Mua xa mua như thế này. Mua nguyên như thế này là 14 triệu. Đấy anh em nào chốt thì inbox trực tiếp. Thực ra máy Vision nó lành lắm anh ạ. Chất cực kỳ luôn. Cái dòng này nó lành lắm. Nó không phải gì đâu. Ok và một chiếc Winner. Ôi dồi ôi. Sao giờ này mình yếu đấy nhở. Không bê nổi con xe là nào nhỉ. Winner 2021 anh em ơi. Đấy em quay chị một vòng đi. Winner 2021. Cái dòng này Winner 1.000 cây 2021 1.000 cây. Em quay chị một vòng chiếc Winner 2021 này ra làm sao. Đấy, ok. Một vòng các chị nhá. Một vòng cho chị nào. Winner 2021. Con này biển số Hà Nội 29Z167981 đấy mọi người nhá. Con này bán ra với giá là 29.500.000 anh em ạ. 2021 anh em. Ra Winner dạo này rẻ quá anh em ạ. 29.500.000 một chiếc Winner 2021 chạy có 1.000 cây. Đấy anh em nào gần Tết rồi muốn mua những chiếc xe ok. Vì là bây giờ là Winner ở thị trường nó cũng giá nó cũng rất là ok mà. Ok lại một chiếc Cúp 50cc nó bản đen sần nhá mọi người nhá. Bản đen sần vành đúc. Con này hình như mua mới nhớ không nhầm nó là 18 mấy ấy. Anh em ạ, chưa đăng ký nhá mọi người. Đấy 18 mấy chưa đăng ký. Quay chỉ một vòng con này biển 29AA này. 50 dành cho học sinh sinh viên nhé mọi người nhá. 29A 86656 biển đẹp. Đấy biển đẹp. Con này bản sần. Bản sần nhá. Việt Thái. Đấy LED 2 tầng nhé mọi người nhá. Đăng ký 2022. Màu lá là bản vành đúc. Xe này là dành cho học sinh sinh viên nhé anh em nhá. Không 50cc dành cho xong. Con này biển đẹp quá. Đấy đăng ký 2022. Con này mua 15.300.000 rồi. Mua 15.300.000 dùng cộng 1.500.000 cho các cháu đi học nhá. Vì là nó là bản 2022 rất là mới. Đây, biển rất là đẹp này. Và nó là bản đen sần bành vành đúc. Mà đi được có 226 km. 2022 đi 226 km thì nó là quá là mới đúng không anh em. Bản vành đúc đen sần Việt Thái nhưng mọi người biển đẹp. Đấy. Mua 15.300.000 dung cộng cho anh em 1.500.000 cho các cháu đi học nhá. Ok lại một chiếc Amelette này. Amelette nắng bay anh em ạ. Mùa này tầm này mà cứ soi nắng này và mặt đen không khác gì cuốc. Bản thân đã đen rồi. Ok một chiếc Amelette đời 2011-12 này một form đầu to cho mọi người nhá. Xe đang giá ni lông cả xe. Máy chất, máy zin nguyên. Đây anh em đang bóc ni lông này Dung báo lên like luôn này anh em phải để cái này là tẩy rửa phát là sạch sẽ ngon lành cành đào luôn. Ok một vòng chiếc Ablet đời 2011. Con này 2011. Con này máy rất là ok. Chưa dọn dẹp gì mà đồ biết các thứ anh em nhìn ok không? Biển số này là 29F1 nha anh em nhá. 04041 nha mọi người. Màu đen, màu và bản đen bạc đấy. Máy zin. Quay cho chị vào vòng máy zin em ơi. Quay chị máy zin. Máy zin gong cờ vẫn nguyên xi nhá anh em nhá. Ablet 2011. Con này mua 13 triệu anh em ạ. Không bao dọn cộng 2 triệu, bao dọn cộng 500 nữa. Anh em nhá. Bao dọn là cộng 500 nữa là 15.500.000, không bao dọn là 15 triệu. Đấy anh em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp nhá. Con này nó thật ra là bây giờ về chỉ anh em bóc ni lông và tẩy rửa đây này. Có gì là bảo dưỡng, bảo riêng các thứ cho anh em ngon lành mất tầm khoảng 500.000. Đấy, từ tiệm ký tay sách. Ra máy đẹp lắm anh em. Anh em nhìn xe chưa dọn ra máy đẹp được luôn.
đấy, một vòng bên này. Applet 2011 nha anh em nhá, mua 13 triệu cộng 2 triệu, không bao dọn. Đấy, Dung đã nói luôn là không bao dọn nhá mọi người nhá. Không bao dọn cho anh em. Đấy, anh em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình nhá. 15 triệu không bao dọn, cộng 500 nghìn bao dọn cho anh em. Đó, hiện tại là Dung về rất nhiều những chiếc xe đẹp nha anh em nhá. Em mà về nhận rất nhiều những chiếc xe đẹp, anh em nào đã muốn sở hữu những chiếc xe đẹp, hiện tại là Dung về có ZX này, Vision này, SH này, Lead này. Đấy, tất cả những cái dòng xe mới về tại cửa hàng, còn hiện tại là những dòng SH bên mình rất nhiều nha anh em nhé. Anh em nào đang muốn sở hữu chiếc xe đẹp, inbox trực tiếp cho bên xe máy Hoàng Kiên. Và anh em nào có bán những chiếc xe nhé, cứ inbox trực tiếp cho xe máy Hoàng Kiên. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye mọi người.